Và bây giờ chúng ta có lời tâm tình từ Doanh Tú ở Trung Quốc. Trong lúc nhập định vào sáng sớm ngày 12 tháng 12 năm 2021, con thấy nhiều nơi trên địa cầu đột nhiên sụp đổ, trở thành nhiều hố sụp. Từ đó đi ra rất nhiều những người tí hon nhỏ bé, với bề ngoài là nam giới, mặc đồng phục đặc biệt. Và trên đầu có những thứ như gai nhọn. Trong giấc mơ, con ngay lập tức đưa tay ra cố gắng tóm lấy họ. Thủ lĩnh của họ đột nhiên quỳ xuống trước mặt con, cầu xin con đừng bắt họ. Hắn nói với con rằng họ là sứ giả địa ngục và cho con xem thẻ căn cước của họ. Trong lúc đó, hắn lấy ra một cái gì đó, giống như tờ giấy ghi đầy tên người. Được lệnh của cấp trên, họ ở đây để bắt người. Họ chỉ ra ngoài để làm nhiệm vụ trong thời điểm đặc biệt. Đằng sau vị thủ lĩnh này là rất nhiều cấp dưới của hắn, mỗi người cùng cầm một tờ giấy như nhau. Tờ giấy này dài như vô tận. Con hỏi hắn tại sao lại có rất nhiều người trong danh sách, và hắn trả lời rằng những người đó đã phạm vào quả báo xấu vì ăn thịt và giết hại. Trong tay họ, họ vung lên một công cụ đặc biệt như một cái roi, đâm vào thân thể con người và sâu họ lại như kẹo hồ lô. Những người không có trong danh sách sẽ không cảm thấy gì khi bị đâm xuyên qua. Như thể họ giống như khoảng không. Con hỏi hắn, tại sao lại cũng có tên của các đệ tử của sư phụ trong danh sách này? Đột nhiên, tên thủ lĩnh lấy ra một đĩa tròn ba chiều và đâm xuyên qua cơ thể con, thì cơ thể phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó, tên thủ lĩnh cúi đầu trước con và nói, cảm ơn cô vì đã không làm chúng tôi thất vọng. Đối với các đệ tử của Ngài Thanh Hải, Vô Thượng Sư và những người tu hành khác, cấp trên của chúng tôi đã ban hành một cách thức kiểm duyệt đặc biệt. Những người có chỉ số tình thương và ánh sáng không đủ cao sẽ bị nhiễm virus và nhận quả báo của họ bị bắt hoặc bị gắn nhãn. Xin đừng ngăn cản chúng tôi thực thi nhiệm vụ của mình. Vì vậy, con chỉ có thể bất lực nhìn và không làm gì được cả. Điều này nhắc nhở con về giấc mơ của mình vào đầu năm 2017. Trong giấc mơ, con thấy sẽ có một trận đại dịch trên địa cầu 3 năm sau đó, với những bãi đầy tử thi trông thật ghê rợn. Con đã thức dậy trong nước mắt. Bây giờ là lúc kiểm duyệt. Tất cả rõ ràng và chính xác. Thượng Đế biết mọi thứ. Thiên đàng biết tất cả. Không có gì có thể bịa đặt. Chúng ta phải thật sự chắc chắn là mình thật sự đầy tình thương trong tâm. Tình thương là tất cả. Vào thời khắc lịch sử này, xin các đồng tu hãy tinh tấn tu hành và sớm về nhà với sư phụ, trở về thiên đàng mới của chúng ta. Đệ tử của Ngài, Doanh Tú từ Trung Quốc. Doanh Tú sâu sắc, xin cảm ơn cô đã chia sẻ thay nghiệm nội tại. Chúng tôi cầu nguyện cho toàn nhân loại trên địa cầu chú ý đến nhiều cảnh báo mà chúng ta đã nhận được và ngay lập tức áp dụng lối sống thuần chay từ ái. Chúc cô và Trung Quốc tận tụy được thăng hoa cùng Thượng Đế, đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Tái bút, sư phụ có vài lời hướng dẫn cho cô. Doanh Tú khai ngộ, thể nghiệm bên trong của cô cho thấy tình hình khẩn cấp trên địa cầu đang xảy ra ngay lúc này. Thực sự, các địa ngục đang mở ra và gửi tất cả các loại chúng sinh vào thế giới của chúng ta để trừng phạt bất cứ ai tội lỗi và có chân động lực quá thấp. Điều này thực sự đang xảy ra mặc dù hầu hết không thể thấy được. Con người phải thực sự thuần khiết trong thân khẩu ý của họ thì mới có thể tồn tại trong tiến trình thành lập thế giới. Tôi chỉ có thể cầu nguyện tất cả hãy nghe lời tôi. Nguyện cầu hào quang của chư Phật gia hộ và hướng dẫn cô cùng người dân Trung Quốc có lòng bảo vệ. Chúng tôi hoan nghênh những tâm tình, câu chuyện và hoặc thước phim của quý vị về các cư dân thú từ ái đáng yêu. Xin liên lạc với chúng tôi qua supremastertv.com/hotline.